40% bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng. Một lượng lớn bệnh nhân đi máy bay, tàu biển đã nhiễm COVID-19 nhưng không hề hay biết. Trong khi nhiều người bộc lộ các triệu chứng, trở nặng sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2, vẫn có những người không có bất kỳ dấu hiệu nhiễm bệnh nào. Một nghiên cứu gần đây ghi nhận khoảng 40% bệnh nhân COVID-19 không có bất kỳ triệu chứng nào. Điều đó khiến họ dễ dàng lây bệnh cho những người khác. Nghiên cứu do các nhà nghiên cứu tại Đại học Bắc Kinh dẫn đầu đã xem xét tỷ lệ phần trăm nhiễm COVID-19 không có triệu chứng trên tổng số các ca dương tính. Họ tiến hành đánh giá có hệ thống và phân tích tổng hợp 95 nghiên cứu với 29 triệu cá nhân. Nhà khoa học Qiu Yema, khoa dịch tễ học và thống kê sinh học nhận xét tỷ lệ cao các ca nhiễm không triệu chứng cho thấy nguy cơ lây lan cao tiềm ẩn trong cộng đồng. Tỷ lệ bệnh nhân không triệu chứng ở phụ nữ mang thai còn cao hơn, 54%, chỉ số này ở người đi trên máy bay hoặc tàu biển gần 53%. Ở nhân viên, người sống trong viện dưỡng lão là 47,5%. Nhóm tác giả kết luận, việc phát hiện tỷ lệ nhiễm bệnh không triệu chứng cao ở nhóm đi lại bằng máy bay, tàu biển cao cho thấy việc sàng lọc và kiểm dịch rất quan trọng để giảm lây truyền trong cộng đồng. Khảo sát cũng chỉ ra tỷ lệ nhiễm COVID-19 không có triệu chứng ở các nhóm dưới 39 tuổi cao hơn so với nhóm tuổi khác. Những người trẻ tuổi thường biểu hiện nhẹ hoặc không có triệu chứng là nguồn lây tiềm năng trong cộng đồng. Cần phải sàng lọc các ca bệnh không có triệu chứng, đặc biệt đối với các quốc gia và khu vực đã kiểm soát thành công SARS-CoV-2. Các ca không có triệu chứng cần được quản lý tương tự như các bệnh nhân khác, bao gồm cách ly và truy tìm tiếp xúc, chuyên gia Ma nói.